Chào bà con anh chị em. Hôm nay là thứ bảy sáng sớm khoảng 7-8 giờ gì đó. Hai vợ chồng đang ngồi ở phía sau nhà để uống cà phê, nhìn bông hoa thì có điện thoại thằng em nó gọi xuống, nó ở Mô Linh, gọi xuống để chơi rồi chiều thì đi ra ăn buffet ở casino ở dưới tàu á. Thì ok, sẵn dịp đây quay chút đỉnh phía sau, cảnh phía sau cho bà con anh chị em coi chơi, nhất là những người mấy đứa em ở dưới quê đó thì muốn biết bên này mình sống như thế nào. Thì đây đây là toàn cảnh ở phía sau, thì cũng khá rộng cho nên nhìn cũng thoáng mát ha. Rồi vợ chồng mình cũng có trồng một ít bông hoa để giải trí, nhất là cuối tuần mình ngồi để thưởng thức rồi xem hoa xem bướm rồi. Vui lắm. Thì bây giờ khoảng 7 giờ mấy, mặt trời mọc cũng được chút đỉnh rồi. Hôm nay nhiệt độ thì sáng sớm thì khoảng chừng 60 mấy độ F, tức là khoảng 20 độ khoảng đó, không biết chắc lắm nhưng mà khoảng 20 độ. Thì đối với Việt Nam mình thì lạnh, nhưng đối với này là mát. Thấy không, có cái chậu bông húng lủi trồng đấy, nhiều khi ăn gỏi cũng có nó. Kế bên là ớt, ớt cay lắm á. Bụi này là bụi tre mang từ California về, hồi tháng 6 có dịp đi qua đó, đó mang về trồng chơi. Kế bên là cái lựu này là loại lựu kiển. Chỗ hoa cũng đẹp lắm, trái thì khoảng bằng ngón chân thôi chẳng có lớn. Mùa đông thì mang vô nhà thì nó rụng hết lá, rồi xuân mang ra thì nó bắt đầu ra lại rồi có bông. Kế bên là cái bụi giống bông bụp Medevilla, có màu đỏ đậm đẹp lắm. Còn đây là bụi một bình bông sứ Thái Lan, mình lấy hộp từ Việt Nam từ nhà Tám Tướng hồi năm 1999, tức là 10 năm rồi đó mới lên được chút vậy đó, 10 năm. Bởi vì ở bên này á, thì mùa đông thì nó ngưng không có phát triển, thì mùa hè thì được 3-4 tháng như đó thì nó phát triển cũng cũng được đẹp. Bình này thì mình trồng hai cây, cây lớn cây nhỏ, cũng ghép chút đỉnh tập tành gọi là mẫu tử, gọi chơi thôi chứ không có căn cứ theo cái gì hết. Còn đây mình gọi nó là độc mã, mình nói thôi. Bụi tre nữa, tre này là loại tre ống điếu, cái lóng nó ngắn lắm. Còn đây là chuồng chuồng chim mình build cách đây cũng khoảng 7-8 năm gì đó, thì chỉ có chim sẻ thôi chứ không có gì. Mùa hè mang ra, mùa đông mang vô nhà, đất ta tuyết nó xuống nó làm một cây đi. Ở đây là bình mai, mai này là mai tứ quý, năm nay mang ra nó trổ được khoảng 30 cái, 30 cái bông, bây giờ nó thành màu đỏ rồi đó. Bên này thì không có mai, nó trổ lúc nào nó trổ thôi. Bông mấy bên trái đó là gọi là honeysuckle. Ở Việt Nam hồi xưa có một loại gọi là bông hippie á, thì khi mà nó trổ bông thì nó cũng khá thơm, với lại chim phúng bạc nó tới dữ lắm. Thôi bây giờ thì mình bắt đầu á, đi xuống tàu khoảng cũng khoảng 6 giờ rồi. Sáng xuống sớm thì có tới nhà bên vợ của thằng em uống giùm một vài cây bông sứ bên đó. Bây giờ thì ở bụng tới giờ mình đi ăn. Thì xuống casino nhưng mà mình chẳng có đánh bài, vì hai vợ chồng mình không ưa cái vụ đó, với lại không biết luôn, không biết đánh bài. Mặc dù mấy cái máy kéo slot machine thì dễ chơi nhưng mà thấy không có ích lợi gì, nó cũng chẳng chơi làm gì. Thì vợ mình với em vợ thì đi trước rồi, đi shopping rồi sẵn là ghé đó luôn. Mình thì với anh em thì đi sau, nó lái chiếc BMW Z4 convertible, loại mở mui được á, chở mình đi. Nó đang trên đường đó, thì từ nhà nó tới cái casino này
khoảng 20 phút. Ở đây là dọc sông, bờ sông Mississippi á. Sông này thì dài nó nhất nước Mỹ á. Nhưng mà bề ngang thì không có lớn lắm, nhưng mà tới mùa nước là nó cũng dữ lắm ạ. Đôi khi lục qua tới mặt đường luôn á. Đường bên Mỹ thì chạy là thoải mái rồi, hầu như không có ổ gà, như họ cũng tu sửa thường. Mặc dù đường này là đường coi như là đường quê nhưng mà nó cũng đẹp lắm, mỗi bên hai lên. Đây là một cái exit đó, mình bắt đầu ra đường lớn. Việt Nam nói đi Nha Trang mấy này nó vui, nhưng thật sự như mình đi không vui đâu, thì mình không có hợp với cái lối cư xử bên đó, hiểu không? Hãy vô gặp Việt Nam không, nói chuyện giữa mấy ông Quẹo sùm đó mà trái, mình chịu đâu ngay có chỗ được. này mình quẹo trái là vô casino. Casino này có tên là Jumers. Chứ còn Jumers không có tìm ra Casino. được cái thức ăn cái gì trơn á, bảo đảm. Mà có vẻ đợi tiền tiếp hay là cái gì mình thấy nó mình khó chịu rồi. Đường từ ngoài đường lớn mà vô casino thì không có tốt lắm, nhưng mà đa số người ta tới đây rồi người ta quên cái vụ đường xấu đường tốt, họ chỉ nhớ tới cái mấy cái máy đánh bài hay là cái buffet để ăn thôi. Đây là mình quẹo vô cái bãi đậu xe cũng đông người ghê. Ở bên trái là hotel. Còn bên phải ngay chỗ này đó là casino. Casino thì hồi xưa nằm ở dưới tàu, bây giờ thì chính phủ cho lên bờ. Nhưng mà họ cứ xây cái casino cũng có cái dáng chiếc tàu, thấy giống cái ống khói không? Vì hồi xưa không được đánh bài ở trên đất liền cho nên họ đánh ở dưới tàu, cho nên rất là quen. Bây giờ hãy nói casino là người ta nghĩ tới tàu, cho nên đa số casino họ xây đều có cái dáng chiếc tàu, nhất là ở Illinois. Còn như ở Vegas thì khác, Vegas thì chỗ nào cũng họ xây casino cũng được, thường ở trong những khách sạn lớn. Vegas là thủ đô của casino mà. Đi vô, đây là đi vô ngay chỗ cái cửa vô để đánh bài, thì muốn đi ăn buffet cũng phải đi qua đây. Một cách để mà câu khách mà, mình đi ngang qua đây thì đi ngang mấy cái máy nó kêu lon con vui tay, thế nào cũng
bỏ vô vài đồng hên xui cầu may mà. Đó, thấy không? Đây là máy slot machine, bỏ vô mấy chục sen, 25 sen, tùy, kéo một cái nhiều khi hết trúng trúng định. Chúng đâu thấy chứ thua nhiều, nó tính hết rồi, nó program hết rồi, mình làm sao mà thắng được, may lắm thì thắng được chút đỉnh thôi. À, theo tôi biết nhiều người họ nghiền bài đến cái độ mà họ ăn bài chấm mà về không ngủ được, họ phải trở vô chơi nữa, vậy là thua hết mới ngủ yên, kỳ cục vậy. À, nếu mà được ba cái giống nhau là mình thắng rồi. Mấy mấy thỏa. Máy này thì chơi như có một xu à, người lớn tuổi hay chơi mà. Coi vậy chứ một xu chứ nhiều người bỏ một lần mấy lần như vậy á, cho nên cũng thành ra nhiều. Grand jackpot. Damn it. Free game. Máy này cũng là máy một xe nữa nè, nhưng mà nhiều khi chơi ngang chơi dọc, nhiều khi cả nó bạc một lần kéo một cái hết đồng. Vậy chứ mà mấy người già, nhất là người Việt Nam nó có ly nghiền dữ lắm. Đó là gia đình của mình đó, đang ngồi ăn buffet đó, đi vô là ăn liền rồi xong rồi đi ra thôi, chẳng có chơi bài bản gì hết. Bà xã mình với mấy người kia thì thích ăn cua, nhưng mà mình thì thôi phiền phức lắm, too much work. Trong này, trong buffet này thì nó cũng có đủ thứ, chả giò, cơm chiên. Chả giò thì thỉnh thoảng thôi chứ không có thường. Đồ xào, xào của tàu, rồi đồ ăn của Ý, đồ ăn Việt Nam thuần tí thì không thấy, bởi vì hỏi đồ tàu là nói tổng quát là chả đông được rồi. Rồi nhất là đặc biệt là những cái món mà ăn tráng miệng của họ thì thôi đầy đủ hết. Muốn ăn bao nhiêu ăn, ăn mệt nghỉ, không có giới hạn, cứ đi lấy mà ăn. Ăn đã rồi ra về thôi, chả có ai thắc mắc gì hết. Đủ loại bánh ha, thấy mà mê. Coi vậy chứ mà ăn no xong rồi ra thấy không muốn cầm lại miếng nào hết. Đấy, đó là xe hàng em mình đó. Xong rồi ra lấy xe về thôi ha. Bởi vì nếu mà ai muốn giữ eo này nọ thì đừng có vô đây. Vô đây đồ ăn ngon miệng mà ăn thoải mái, cho nên lên ký chứ không có xuống được. Đó, đây bắt đầu ra khỏi bãi đậu xe về nhà nghỉ ngơi. Life is good hả? Ok thôi chào hết mọi người ha. Rồi mai mốt có dịp thì mình cũng thâu thêm để coi cho anh chị em ở quê biết cuộc sống bên này như thế nào.
Bye ha.